Hôm nay GoFood tới thăm lại vợ chồng của cô chú Hên. Mà nãy mình vô cái phòng kia thì đã đổi rồi. Đó. Đang sửa. Chào cô Hên nha. Dạ. Mới giờ đi ấy cái phòng dưới nó sụp. Dạ, bị sập hả? Đang sửa. Trời hôm qua cái chú nào đi vô cho đi vô. Dạ. Cô tắt cái radio giùm con. Tắt cái máy đi giùm. Dạ. Con chào chú nha. Dạ. Là có nghĩa là mình dời qua đây là dời luôn hay là chưa biết hả? Ở đây đó thì tới 2 triệu rưỡi hả? Còn bên kia bao nhiêu? Bên kia có 2 triệu hả? Dạ. Còn đây của người ta. Ủa cái này là của người ta đó hả cô? Dạ. Còn cái dưới rồi. À vậy là mình ở tạm thôi à. Mình ở tạm nha, cái nhà kia người ta đang sửa. Ở đây với đây là của mình với cái tủ này. Dạ. Chú tìm gì mà từ nãy tháng chú tìm vậy? Sửa chắc còn cũng 2-3 ngày mới dọn qua lại. Cô ngồi đây đi cô anh, cô ngồi đây đi. Dạ. Hôm nay sức khỏe của chú làm sao rồi? Bữa nay yếu, tự nhiên yếu, hôm qua nay yếu. Dạ. Yếu nhưng mà để từ từ. Hôm qua nay tự nhiên sức khỏe yếu rồi á. Từ hôm qua nay tự nhiên cái vợ sinh nè, cái tay sinh nè. Sinh nè. Nay cô có đi bán không? Vâng. Dạ được rồi anh. Dạ. Nghỉ 3 ngày nay mà trong người thấy không được khỏe. Người ta mới cho chiếc xe đạp. Cho xe đạp hả? Bể vỏ, bể ruột hết. Dạ. Rồi để về sửa đi. Đạp để bán cái số. Dạ. Ngồi một chỗ bán không có đất bằng mình đi, mà đi không nổi. Mà cô đạp sao cô đạp nổi? Được. Đạp ở bánh sau á. Hôm qua nay không chân người không được khỏe. Hôm nay thấy chú như đã đỡ hơn hôm bữa hay sao? Thấy con thấy chú. Không có, bữa nay mới về đi chích thuốc về đó. Tự nhiên hôm qua nay đó, không được khỏe. Mình xin phép được chia sẻ lại với mọi người về cái trường hợp của cô chú nha mọi người. Thì chú đang bị bệnh tai biến, thì chú cũng đã lớn tuổi rồi, thì chỉ có hai vợ chồng thôi. Cô thì cô cũng bị bệnh ung thư đó, thì công việc của cô đó là bán vé số, nhưng mà bệnh tình các mà bán không có được tròn trong những ngày qua cũng như là trong tháng đó. Hai vợ chồng sống nhờ sự giúp đỡ từ hàng xóm với lại là cái tình yêu thương của tất cả mọi người đã biết tới hai vợ chồng đang thuê ở khu vực Bình Thạnh này. Nhưng mà ở đây đó là phải thêm tiền. Nhưng mà ở đây thì còn cái người cái phòng này thì sao? Người ta đi về quê công bích, người ta chưa có lên. Rồi nếu ấy đó thì người ta lên đó thì người ta trả phòng, mà nếu mình ở đây thì mình phải chịu thêm 500 nữa. Còn mình ở dưới có 2 triệu à. Vì rồi cái người ở đây họ trả phòng hả? Chừng nào đợi công bích lên đó rồi chắc người ta trả phòng. Tại vì đó là 4 tháng ta chưa đóng tiền, vậy giờ người ta gửi đồ. Rồi chủ nhà mới cho qua đây ở? Đỡ để đông mà sửa nhà bên kia. Mà sửa nhà bên kia đó thì người ta hỏi mình đó, có khả năng nhà bên kia thì phải chịu à, trời mưa phải chịu nước ngập. Nước ngập vô nhà, ngay cái cống á. Nước ngập vô nhà, còn nếu người ta nói mình chịu đây là mình phải thế chân rồi lên tới 500. Rồi thí dụ lỡ như tháng nào bán không được đó. Tại vì đó là ở nhà bên bển là 2 triệu, nhín 500 tiền nước với tiền điện là 2 triệu rưỡi. Mà qua bên này đó thì là phải 2 triệu rưỡi tiền nhà. Tiền điện ở bên kia có 3.000, tiền điện bên đây 3.500. Rồi sợ tiền điện nó nhiều. Năm mình có cái bệnh nữa, mà mình xê xích tiền nhà cái làm cho đủ mình đi. Đó. Vậy là quyết định là trở lại phòng cũ là 2 triệu ha?
Nhưng mà mấy bà con cô bác ở đây là mấy bà con cô bác ở đây nói vậy nè, ở đây rồi người ta giúp cho thêm 500 nữa mỗi tháng có cái tháng kia đó giúp, nhưng mà để phải mình phải liệu cơm gấp mắm mình coi lại để rồi mình đừng có ý y, mình phải bán rồi coi. Chứ bây giờ mà xin hoài tính nè, tôi ước mơ á, tính với chú sẽ làm cần đi theo gắn phụ, ví dụ phải đoàn nào có giúp đỡ được thì giúp, giờ còn không được á, thì là mình đi bán, mình bỏ tiền đó vô ống, lỡ khi mà có bệnh hoạn nửa đường đó mình chở chú đi liền. Có bữa bệnh hoạn không có 50 xu chở đi xe nữa. Mấy bà con sớm đây nè, nó nói hả, để suy nghĩ đây, nói, để từ từ, mình nặng lắm nè, nặng lắm, tại vì thấy chân nữa. Chứ không phải là, không thấy qua đây là ở là tiền vậy đâu, bên kia đó thấy chân. Không, nhưng mà chân. Từ nãy con ấy là con ý con hỏi là cô chú ở đây hay là ở bên kia? Bên bên. Chứ còn... Đã chưa biết đúng không? Là 1 tháng 3 triệu á. Có nghĩa là chưa biết đúng không? Dạ, chưa quyết định. Mình phải quyết định đó. Để vậy con này ta về quê hết á. Dạ. Ý là ta kêu cái lên. Rồi chú nói mình phải liệu cơm bắp mắm, phải thấy chân nữa. Thì nếu mà liệu cơm bắp mắm thì ở lại phòng bên kia. Còn nếu mà cảm thấy mà có sự giúp đỡ từ bà con á thì qua bên đây. Chú ăn cơm trưa chưa? Ôi, xin lỗi, ăn trưa chứ ăn cơm gì, toàn là chú là chỉ là say nghiền nghiền rồi câu ống vô thôi. Mấy bữa rồi buồn á, đôi tôi giận, nói thấy tôi khổ quá. Trời ơi. Thấy tôi bệnh nè. Cô ý là con nói là cô bệnh hoạn vậy, cô lo cho chú rồi, cô không có suy nghĩ quẩn mà chú còn suy nghĩ quẩn chi nữa. Không, hôm qua nay buồn hoài. Con thấy là cô còn yếu hơn chú nữa đó, chứ đừng nói mà bệnh dữ lắm mà ráng đó. Bị ung thư, trên đầu. Cái chân bây giờ nó hành nè. Cái chân của cô bữa nay sưng quá nè. Đó sưng nè. Dáng đi làm á. Rồi nè, cái chân sưng. Sưng nè. Sưng nè, có bố nằm nữa. Sưng mọi người thấy thường thường là ở đây nó kiểu mà nó phải có cái này. Nó mềm mềm rồi nó lỏng lỏng, còn ở đây là nó cứng nè, sưng nó cứng cứng đơ luôn. Nếu mà mổ á là bị đi xe lăn. Đi xe lăn đó thì nhà không có phụ nữ. Không ai đỡ đần tôi nữa. Đi như vậy đó thì chà lết còn kiếm sống được. Mà ngồi xe lăn nó bất tiện đủ thứ. Nào là vệ sinh, rồi nào là đủ thứ. Rồi tôi nặng cái lô á là tại vì uống thuốc đau nhất đó. Rồi nó giữ. Mà mấy bữa nay đuối lắm. Nghỉ 3 ngày nay rồi. Nghỉ 3 ngày nay. Đặng mà tại vì ở dưới đó nhà nó hư đó. Nghỉ 3 ngày nay rồi. Sao mà chú suy nghĩ làm cho cô buồn như vậy? Có gì đâu mà suy nghĩ quẩn đồ các thứ. Lũi, đồ chết rồi. Con người thấy nhân rồi. Bán vợ bán con thấy cái gì. Thì hai vợ chồng thì dắt díu nhau thì cho qua ngày cho vui thôi chứ. Chú sống chú bảo. Thấy tôi khổ quá, bệnh nằm 3 bữa rồi. Gài là cũng như ăn uống là cũng bình thường đúng không cô Hên? Uống sữa bơm không hà. Bữa nay tôi có tiền á thì tôi đặt người ta cá với thịt, bữa nào không có đó thì bỏ miếng bột ngọt, bỏ miếng nước mắm. Thôi như nãy con có nói đó, thì bây giờ á chủ yếu là bây giờ giữ gìn sức khỏe hai chú, rồi hai vợ chồng thì nói chung là bây giờ nương tựa lẫn nhau thôi, chứ chú đừng có suy nghĩ gì ha, để cho cô buồn, cô cũng bệnh nữa, để cô tập trung rồi cô làm rồi cô có tiền để mà hai vợ chồng rồi thì có tiền để mà sinh hoạt được các thứ. Còn riêng ngày hôm nay đó là con tới đây thì con thăm lại tình hình sức khỏe của cô chú, với lại con gửi ít tiền từ Mạnh Thường Quân hôm bữa con có đăng lên ở trên kênh đó. Dạ, tại vì hôm nay tiện đường con đi qua bên Bình Thạnh đây nè, rồi con sẵn rồi con ghé con gửi ít tiền.
Dạ. Chú bi quan. Đừng có đừng có bi quan. Con đọc nha. Kéo cái khẩu trang lên. À, đây là Mạnh Thường Quân gửi đến cho vợ chồng cô chú Hên. Thứ nhất là của một cái chị ở Cà Mau là 500.000. Thứ hai là của anh Tâm Võ ở Mỹ là 2 triệu. Thứ ba là của chị Sang ở Bình Thạnh là 1 triệu. À, cuối cùng là của chị Trang Nguyễn ở bang Maryland ở Mỹ. À, chị này gửi là 50 đô la Mỹ là 1.150.000. Thì tổng cộng là 4.650.000 gửi cho cô chú, đặc biệt là chú, để có cái tiền sửa sùng với lại là ăn thịt cá và bồi dưỡng nha. Đây con gửi. À, cô đếm lại giùm con nha cô. 4.650.000. 2 3 4 4 triệu 650.000. Này đủ rồi ha cô. À, rất là cảm ơn về nhà hội từ thiện với lại chú Sinh với các mấy cô chú ở nước ngoài. Để rồi em cũng có biết nói gì hơn, cũng đáng giờ này mà cũng có người giúp đỡ này cũng quá mừng rồi. Chứ không, cũng ráng mà đi bán chứ cũng không có mà phải dựa vậy. Như người ta giúp đỡ đó thì mình gói ghém có khi mà có chỗ bệnh nặng mình đi liền. Đúng rồi. Rồi còn phải bán buôn rồi gói ghém. Bản thân tôi vài bữa nữa tôi đi quá chạy cũng hết rồi. Quá chạy đi tia một tia vậy đó là 2 triệu mấy, cũng đáng nhín nhút rồi bỏ ấm đi tia để đi quá chạy. Thôi nhưng mà con nghĩ là chú nên ở nhà đi, bây giờ sức khỏe cô không có rồi, cô đẩy theo chú nữa rồi sao mà được, với lại chú ra ngoài mưa ngoài nắng sao mà được, một mình cô đi bán vé số được rồi. Ý là cô nghĩ là dẫn chú đi, ví dụ như mọi người thấy người ta thương tình, người ta ủng hộ đúng không? Rồi cũng rất là cảm ơn nhiều để có sự giúp đỡ, có sự những người ở xa, rất cảm ơn những người ở xa nữa, là người cho đỡ sống ngày nào hay ngày nấy. Sao không tìm cái nhà trọ nào đó giá nó nhỉnh hơn chút xíu để mà... Nhưng mà mấy nhà trọ đó mang ống dày vô, người ta không cho vô. Người ta không cho vô, chỉ có chủ nhà này người ta cho ở thôi. Ở đây bịt mặt đó, vậy đó, rồi nửa đêm mới đem vô, bịt mặt ta mới cho, chứ ở đây người ta cho. Thế cũng tùy cô ơi. Cũng... Đi đó là chú Sinh biết không, một năm đi hả, 8 căn nhà. Tôi mà bệnh đi, cái người ta xuống hỏi xe, ủa cô đó bệnh gì, ung thư, ngày mai người ta nói thôi, cho cô tháng tiền nhà, cô dọn đi liền giùm tôi. Rồi cái lúc đó là có mình tôi bỏ, thôi là lâu rồi đó, nhưng mà thấy hả, người ta coi cháu chắc đồ nó ăn của cả hết, nó bỏ ổng ngoài đó mới bị nặng vậy nè, thấy vậy đó, cầm lòng không đậu, không có tình, có cái nghĩa. Thôi kệ mang chú về mà nghĩ là chú bệnh ít. Có một anh, anh này anh làm nhà từ thiện, ảnh có một cái căn nhà ở khu vực Linh Xuân Thủ Đức, cũng gần bệnh viện ung bú cơ sở 2. Thì nếu mà cô chú tiết kiệm được cái khoản nhà trọ đây thì con có thể là con gọi điện cho ảnh để mà ảnh sắp xếp cho cô chú ở dưới, ở một cái căn nhà nguyên căn. Nhà lớn, nhà cấp 4 nguyên căn, có 2-3 phòng, có toilet riêng hết. Bây giờ là không có ai ở dưới đó. Thì nếu mà cô chú đồng ý thì con sẽ gọi điện cho ảnh. Nó thì cái việc mà cô ở gần bệnh viện ung bú luôn đó, để mà dễ cái việc mà bệnh tình của cô. Cô chú thấy làm sao? Tại vì thay vì bây giờ ở đây cô đóng là 2 triệu rưỡi, thì xuống dưới là không có gì hết. Không có lấy tiền bất cứ gì hết, điện nước rồi anh lo hết, ăn uống là có thể là anh sẽ giúp đỡ phần nào cho cô chú nữa. Còn ở dưới thì cô đi, nếu mà đi xe buýt thì đó qua bên ung bú không có xa nhiều hết á. Đó.
Đó, thì con chia sẻ với lại cô chú như vậy, thì cô chú đồng ý thì con sẽ gọi điện cho ảnh liền. Ở Thủ Đức, ngã tư Linh Xuân ha. Và cô có biết cái gì? Ở gần Suối Tiên á. Thì sát bên Suối Tiên là bệnh viện Ung Bú cơ sở 2 vừa mới xây dựng đây đó, ai cũng biết mà. Nhưng mà cái tương lai của cô điều trị là thế nào cũng mai mốt cũng dời xuống dưới, thì nó là gần ở dưới luôn. Dạ. Ở lâu dài luôn. Ở lâu dài cho cô chú luôn. Đó, thì nếu mà cô chú đồng ý thì con sẽ gọi điện cho ảnh. Ông nói ở tới chết. Ở tới chừng nào cũng được hết á. Còn nếu mà nói chuyện cụ thể hơn thì con sẽ gọi điện cho ảnh. Đó, thì giờ cô chú thấy sao? Đỡ tốn được 2 triệu rưỡi tiền nhà trọ thì 2 triệu rưỡi đó là mình dành thuốc thang là quá dư rồi đó. Không có nhức đầu cái việc... Dạ. Giờ chịu đi. Làm sao? Để con gọi điện cho ảnh nha. Để ảnh sắp xếp. Đề nghị luôn bình tĩnh, thận trọng và điều chỉnh thói quen thích ứng với cuộc sống có dịch Covid-19. À, bây giờ cô Phú sẽ gọi điện cho anh Phúc để mà sắp xếp như thế nào tại về cái thời gian. Tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông, chỉ mong cho ta lớn khôn nên. Em nghe anh. Ờ anh, hiện tại là em đang có mặt ở một cái hoàn cảnh đó, em đang ghi hình đó anh. Thì em hỏi anh về cái việc mà chỗ ở cái anh Phúc. Thì cô chú đây là cũng lớn tuổi, 70-80 tuổi rồi. Cách đây khoảng 4-5 ngày em có chia sẻ trên kênh của em đó là cô bị ung thư. Còn chú thì chú bị tai biến, hai người cũng 70-80 tuổi rồi. Đang cùng một gia đình anh. Dạ, hai vợ chồng, không có con. Thì họ đang thuê nhà trọ ở khu vực là ở nơi Trăng Long á. Nhưng mà bây giờ á là tập trung vô cái tiền nong của cô chú, với lại là tiền nhà trọ nên là không có dư. Với lại là nói chung là đi vay mượn nhiều lắm. Thì em ấy có nói là đề nghị là xuống nhà anh Phúc. Tại vì anh Phúc có nói là chủ yếu là nhà là để giúp cho người bệnh á. Ở dưới Linh Xuân á. Thì em hỏi ý kiến anh, ví dụ như trước mắt là có thể là xuống Linh Xuân ở được không? Được anh, về xuống Linh Xuân mà khi nào xuống anh? Để em hỏi lại thì cô chú coi cô chú sẽ sắp xếp như thế nào? Dạ chú. Và định hôm nay là khi nào để em biết em xuống mở cửa, tại giờ em đang giữ chìa khóa ở đây. Dạ là chắc chưa đâu anh, ít nhất thì cũng ít hôm nữa, nhưng mà để em hỏi kỹ thêm rồi em gọi anh lại. Dạ, ok anh. Dạ. Rồi có gì để em sẽ gọi anh lại nha. Để cô chú chìa khóa gì em giữ em mang theo, và nếu mà đem chạy xuống mở. Dạ để cô chú thống nhất một cái. Dạ anh. Chào anh nha. Đó, thì ảnh đồng ý rồi đó, thì cô chú thấy sao? Có nhà gần trên thành phố không? Dạ. Có gần trên thành phố không? Dạ không, chỉ có nhà này là ảnh ở gần Suối Tiên. Một cái căn nhà cấp 4 rất là đẹp, rất là sạch sẽ luôn. 2-3 phòng gì đó, nhà để trống, ảnh mua ảnh để trống đó. Thì ảnh nói với con á, chủ yếu là ảnh nói với con là chỉ dành cho những người bị bệnh để mà tá túc lâu dài. Cái việc mà lâu dài thì với lại ăn uống là dạ thì lâu dài đó. Nó thì bây giờ cô chú làm sao để con thông nhân đi. Đây thì tiền vận chuyển rồi xuống dưới con nghĩ chắc tầm khoảng 1 triệu bạc à. Thì đây mình ra Phạm Đồng cái mình đi hết cái xuống Linh Xuân là chưa được 10 cây số nữa mà. 7-8 cây à. Thì lấy được cái tiền 2 triệu rưỡi đó để mình tiết kiệm, để mình sử dụng việc khác. Chứ mỗi tháng mà gồng mình mà đóng tiền nhà trọ. Đó, thì cô chú thích làm sao? Đồng ý chú thì đồng ý, còn cô? Cô là tại vì hả? Bây giờ đồng ý nhưng mà hả? Để chờ cô đó là cô không có điều kiện. Bây giờ đi á mình phải trả nợ cho anh ta chút đỉnh cho hết, bây giờ mình đi. Trả ai cô? Trả lúc khi
tôi bệnh rồi ông bệnh đó, rồi mấy mùa dịch không có ai giúp đỡ hết rồi đó, cái tôi phải vay mượn mà người ta không có lấy lời. Mượn bao nhiêu vậy cô? Thiếu có 3.6 triệu à. 3.6 triệu. Thì bây giờ cô đi xuống dưới cô ở thì từ từ cô trả nợ thôi. Thì dẫn họ họ xuống nói là tôi chỗ ở đây nè các thứ. Còn mấy hồi nãy là con gửi cho cô 4 triệu mấy là cô gửi cho người ta phân nửa cũng được. Đâu có ai làm khó đâu, không ai đưa con nói chuyện cho. Với thêm cái này nữa là mình phải ở hết tháng. Chứ mình đưa tiền người ta, đưa tiền rồi là không có được lấy lại. Ngày mấy là hết, ngày mấy? Hả? Đóng tiền rồi, ngày hôm bữa 30 tây rồi. Nếu cô mới đóng tiền rồi. Đóng tiền rồi ngày mấy? Ngày 30 tây rồi, phải 30 tây tháng sau mình mới dọn. Nhưng mà bây giờ mới có một tây mà, mới có 2 ngày thì mình lấy lại thôi. Không, nhưng mà ở đây người ta khác. Ở đây người ta không chịu vậy đâu. Người ta không chịu vậy ha? Hay là cô không chịu đi? Không có, người ta không chịu vậy. Nhưng mà con này con không hứa với cô nghe, trong vòng tháng sau nhiều khi là ảnh cho người khác ở nha. Nó không thì cũng trong vòng cái tháng này nè. Không, nhưng mà con thì không hứa với cô được. Tại vì ví dụ như bây giờ trong vòng, ví dụ như chiều nay có một hoàn cảnh khác thì người ta đâu có đợi cô một tháng nữa. Cái này con không có ép buộc hay cô chú hay nha. Đây là cái gọi là cái dạ là con muốn giúp cho cô chú có cái chỗ ở, có cái người để mà giúp đỡ cho cô chú như vậy. Đi. 15 ngày đi, giờ mình bây giờ đó mình nói người ta chứ. Bây giờ tôi khổ quá mình. Sao mà mình đợi tới 15 ngày? Ý là mình dọn đi sao không, mình không dọn á mà phải đợi tới 15 ngày. Ít nhất là trễ nhất là cũng 2-3 ngày là mình đi được rồi. Để con nói lại cho ảnh. Tại vì ví dụ con đi thường xuyên, con cũng không biết là con gặp trường hợp nào. Nhiều khi mơ chiều con sẽ gặp trường hợp khác. Tại vì mỗi cái trường hợp nó khác nhau. Ví dụ như mình, người ta đâu có đợi mình được. Đúng rồi. Để nó xem tiếp mình được. 5-6 ngày đi hả? Mình lên mình bảo ông Út. Ở đây có cần gì bảo ông Út? Bảo bà ba. Đừng lấy đi. Ở đây mình còn nợ tiền nhà không? Lấy đi. Không. Mới đóng nay mới có 2 ngày mà. Thì bây giờ mình chịu lỗ nửa tháng thôi, kêu họ trả tiền mình lại nửa tháng, với lại mình lấy tiền cọc lại thôi. Đơn giản mà. Lấy đi bà ơi. Chiều nay nói để có nhà không để mình dọn. Để con nhờ cái anh này, anh gửi cái video cái căn nhà của ảnh qua cho cô chú coi luôn, với lại mọi người coi luôn nha. Dạ, cô chú giờ đang ở đâu cô chú? Ở 477 nơi Trân Long, quận Bình Thạnh. Dạ, con hôm nay con với anh Hải xuống đây dọn dẹp rồi, cô chú sắp xếp phòng nào đó. Chuyển về trên này ở cho gần được con. Nhưng mà chưa có ai chăm, bây giờ á mới đóng tiền nhà người ta. Rồi với lại dạ. Nếu mà ở trên đó đây chỗ nào gần dạ. Gần đó chứ để đặng mà đi xuống dưới này bán với số. Rồi ở nhà đó thì không có ai chăm chú hết. Nhà con, cái nhà này đó là cô chú qua đây ạ. Đó là không phải tốn tiền nhà đâu. Với nhà con ở gần cầu Dược Linh Sơn á. Cầu Dược Linh Sơn. Cầu Dược Linh Sơn. Dạ, chào cũng. Dạ. Nhưng mà ăn cái nào ai nhà. Chú ăn chưa? Có nghĩa là như vậy anh Phúc. Có nghĩa là như vậy anh, là có nghĩa là bây giờ là chỉ có hai vợ chồng thôi. Cô thì cô đi khám bệnh, cô bị ung thư, với lại cô đi bán vé số. Còn chú thì chú ở nhà, ở đây thì có hàng xóm trông coi. Còn cô nói là bây giờ nếu xuống dưới thì không có ai coi chú hết trơn á. Cô đi sợ chú ở nhà nó. Bây giờ về đi anh, một là giờ cô chú xuống đây ở, hai là phải chờ em khoảng tháng nữa em mới chữa xong trên kia. Một tháng nữa anh? Một tháng không, bây giờ ví dụ mà cô chú mà về ở liền á, là về Linh Sơn ở. Dạ.
nếu mà để mà ở mà có để có người này chia kế bên á, ở ở trên sau em á thì chắc phải một tháng nữa em mới làm xong. Dạ. À, rồi trước mắt là em cảm ơn anh nha, rồi để em nói lại cho cô chú rành rẽ rồi để cho cô chú hiểu nha. Dạ dạ. Dạ. Nói với chú anh nói với cô chú á, nếu mà ở liền á thì về cái nhà linh sức là cái nhà mà em đang đứng nè. Dạ. Ừ. Dạ. Còn nếu mà ở Bình Chiểu là chắc khoảng tháng nữa em mới làm đại xong. Dạ. Nó. Dạ. Rồi rồi. Em gửi lời thăm cô chú anh nha. Em có chờ ở là cho tới chết thì là sao? Cô này nói là ở ở cho tới chết luôn hay là sao anh? Ở cho mạnh khỏe chứ làm sao dám chù cô chú vậy? Bởi vậy cô chú nói vậy đó. Phải đó. Tại vì hồi năm kia có người ta cho cái nhà ở cho tới chết. Mà gia đình của người ta đó ghi lộn ghi lạo rồi xong gia đình của người ta lấy nhà lợi rồi phải đi ở bụi đời hết mấy tháng. Cô chú ở là con cầu mong cho cô chú mau hết bệnh chứ sao mà nghe nói cái vậy đó. Phải vậy đó. Ông mình cũng dạ. Phải đi vào cái đó thôi. Hả? Dạ. Nếu mà được có nhà vậy đó thì đỡ cái tiền đi bán mình dành dụm rồi mình bỏ ống để hủ ở đây á, cái nhà này của con á, nó cũng gần bệnh viện không ở cái này khám ở gia đình nữa, một tháng đi một lần. Thôi bây giờ anh Phúc ơi, để em nói lại với lại cô chú rồi có gì cái clip này em sẽ gửi anh sau ha. Dạ. Dạ dạ. Rồi em cảm ơn anh nhiều nha, em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ dạ. Để anh Phúc anh quay lại cho mọi người với lại cô coi lại cái căn nhà hồi nãy. Dạ. Tại hồi nãy cái màn hình của em á là nó bị mờ quá đó, nhờ anh. Đây bây giờ em quay từ ở ngoài nha. Dạ. Thôi bây giờ em đi ra ngoài xăng luôn đi. Xăng này đậu đi chiếc xe hơi. Dạ. Gần gần ngã tư Linh Xuân đó, đậu được cái xe hơi. Đây là xe hơi nè. Dạ. Đó. Rồi vô đây. Xăng. Vô nhà. Dạ em vào nhà. Ừ. Phòng khách. Đây là phòng khách. Dạ. Yeah. Phòng khách từ từ. Phòng khách. Phòng ngủ anh. À đây phòng ngủ. Phòng ngủ. Tại vì nhà này chưa có ai xuống ở hết nên lâu lâu anh Hải xuống anh dọn. Dạ. Yeah. Đây là bếp. Ừ. Bếp. Dạ. Yeah. Hồi nãy. Và đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh. Rồi, một phòng ngủ nữa. Một phòng ngủ. Ở trên gác có cái phòng ngủ nữa. Đúng rồi, phòng trên này cũng rộng á. Ừ. Đây. Phòng ngủ có cửa sổ luôn. Dạ. Cửa sổ ra phía sau. Dạ. Yeah. Đây. Ở đây yên tĩnh, không có ồn ào, không có gì hết. Ở trên là phong đóng đầy đủ. Dạ. Không, ở đây không còn màu anh. Nhà này hai mặt tiền phía sau nè, tiền hẻm phía sau nè. Dạ. Hẻm xe hơi hết. Phía trước cũng là chạy phía sau không dịch, đây là mặt tiền hẻm phía sau nè. Rồi. Rồi xong anh chỉ vậy thôi. Dạ dạ. Rồi em cảm ơn anh nha. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Đó thì anh Phúc có nói là cô chú muốn ở thì dọn xuống ở liền ha. Đó, nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ các thứ. Điện nước thì hỏi lo gì hết. Ăn uống thì nhiều khi anh tới anh cho rau củ quả, thịt cá rồi đó. Ừ. Thì có gì thì cô với chú là có gì bàn bạc rồi gọi điện cho con nha. Ừ. Có cái gì đi bán rồi vừa có bữa về phê là hết xe. Về phê là xe buýt đi không có khi 10 giờ hết chứ số, 11 giờ hết chứ số.
Không, cái con không biết thì cách đó sắp xếp cô chú thôi, chứ con chỉ giúp cô chú vậy thôi. Chứ con nghĩ là không có cái nào mà gọi là nó trọn vẹn hết á. Dạ. Rồi con cũng xin phép là chia sẻ cái clip ngày hôm nay đến cho mọi người ở trên kênh GoFood. Thôi thì con xin phép là cô chú con về. Thì con chỉ giúp cô chú, với lại là anh Phúc chỉ giúp cô chú trong cái khả năng có thể ha. Thì con xin phép con về nha. Dạ. Một là cái nhà một tháng. Còn cái dòng liền mệt quá. Dạ, thôi thì có gì thì có số điện thoại con, có gì gọi điện cho con nha. Thôi con xin phép con về. Dạ. Dạ, thôi con về.